Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với tin tức thế giới trên kênh YouTube Thế giới nghiêng, nơi liên tục cập nhật những thông tin hàng ngày mới nhất dành cho quý vị khán giả. Kính thưa quý vị và các bạn, cuộc xung đột giữa Nga-Ukraine đang có nhiều diễn biến khó lường khi Nga liên tiếp nắm thế chủ động, giành được nhiều cứ điểm quan trọng trong những tuần qua. Trong khi đó, Kyiv đang rơi vào tình thế bấp bênh khi phương Tây sắp cạn kiệt đạn pháo và điều kiện thời tiết trở nên tồi tệ hơn trong mùa đông. 6 tháng sau khi Ukraine bắt đầu cuộc phản công gần Bakhmut, chiến dịch này hoàn toàn thất bại và quân đội Nga đã giành được thế chủ động. Phát động hàng loạt cuộc tấn công, lực lượng Nga đã giành lại một số vị trí mà họ để mất ở tây bắc thành phố, trong khu vực hồ chứa Bukovsky, đồng thời giành lại quyền kiểm soát dọc theo tuyến đường sắt Bakhmut-Golovka ở sườn phía nam. Trong khi đó, kế hoạch của Ukraine bao gồm một cuộc tấn công theo ít nhất 3 hướng tác chiến, hướng tới Melitopol, Berdyansk và Bakhmut đã thất bại. Những nỗ lực của Kyiv nhằm đạt được ít nhất một hình thức chiến thắng nào đó đã thất bại hoàn toàn. Vậy điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với Ukraine? Thay vì tập trung vào từng nhiệm vụ một như các chuyên gia phương Tây khuyến nghị, Kyiv đã phân tán lực lượng và không đạt được bất kỳ mục tiêu nào. Hiện tại, quân đội Ukraine buộc phải chuyển từ chiến thuật tấn công sang phòng thủ. Kế hoạch đầy tham vọng ban đầu của Ukraine nhằm phát động một cuộc tấn công vào Bakhmut, dự kiến hành động ở ít nhất 4 khu vực, từ Chasovya về phía Klitschivka và xa hơn dọc theo sườn phía nam Bakhmut, từ Chasovya đến vùng ngoại ô phía bắc Bakhmut, phía nam hồ chứa Bukovsky, từ Slavyansk theo hướng Bakhmut và Soledad, từ Sevest tới Soledad. Tuy nhiên, kế hoạch này không thành công do Ukraine thiếu quân số và Nga kịp thời điều động các đơn vị thay thế lực lượng quân sự tư nhân Wagner. Các cuộc tấn công từ các hướng Slavyansk và Sevest đã thất bại, trong khi cuộc tấn công vào sườn phía bắc thành phố chỉ thành công một phần. Quân đội Ukraine tiến được vài km nhưng cạn kiệt tiềm năng tấn công. Quân Ukraine chỉ tiến được ở phía nam theo hướng phòng thủ của Nga, được xây dựng dọc theo tuyến Klitschivka, Avdiivka, Kirillovka. Phải đến giữa tháng 9, sau 5 tháng phản công, Ukraine mới giành được quyền kiểm soát hai ngôi làng đầu tiên. Tuy nhiên, Kirillovka vẫn do quân đội Nga kiểm soát. Trong những ngày tiếp theo, lực lượng Kyiv tiếp tục cuộc tấn công về phía đông, vượt qua tuyến đường sắt ở một số đoạn. Rõ ràng, mục tiêu tiếp theo của quân đội Ukraine là mở rộng bàn đạp ở bờ phía đông kênh Seversky Donetsk, Donbass để tiến tới vùng ngoại ô phía nam Bakhmut và vùng ngoại ô ở phía bắc Golovka. Thời điểm tháng 10 năm 2023, tin đồn về một cuộc tấn công sắp xảy ra ở vùng ngoại ô phía bắc Golovka bắt đầu lan truyền trên các phương tiện truyền thông. Để đối phó với kế hoạch này, quân đội Nga đã tiến hành hàng loạt cuộc phản công gần hồ chứa Bukovsky. Trong các phân tích về chiến dịch mùa hè ngày 25 tháng 9, Cổng Thông tin Quân sự Deep State của Ukraine đã nhận định mọi thứ không tốt như dự kiến ở mặt trận phía Bắc, nơi đã có những thành công ban đầu. Những sai lầm chiến lược khi tới Bukovka, việc phải hứng chịu hỏa lực của đối phương ở vùng thấp đã khiến chúng ta trả giá đắt. Hiện giờ đối phương đã chiếm thế chủ động ở đó. Dựa trên thông tin do các nguồn ở mặt trận cung cấp, vào tháng 10 và tháng 11, Deep State đưa tin, quân đội Ukraine đã rút lui khỏi các vị trí của họ. Đến cuối tháng 11, quân Nga một lần nữa đe dọa giành quyền kiểm soát các làng Bohdanovka và Kromove. Lực lượng Ukraine trong khu vực này, chủ yếu bao gồm lữ đoàn xung kích số 3 và số 5, đã kiệt sức trong các cuộc tấn công trước đó. Các lữ đoàn còn lại bao gồm lữ đoàn xung kích dù số 80, lữ đoàn xung kích Lyut, các lữ đoàn 22, 28, 92 và lữ đoàn cơ giới 93 cũng đã không thể cầm chân quân Nga. Đặc biệt là sau các trận chiến tích cực xung quanh Avdiivka, vốn đòi hỏi phải tập trung pháo binh Ukraine ở đó. Kết quả là quân đội Nga đã có thể đảo ngược tình thế theo hướng có lợi cho họ, kể cả ở khu vực mà quân Ukraine vẫn tiếp tục tiến lên một cách chậm chạp. Tổng tư lệnh lục quân Ukraine Alexander Syrsky cho hay, lực lượng Nga đang tăng cường hiện diện tại khu vực Bakhmut và chuyển từ thế phòng thủ sang tấn công chủ động. Giai đoạn cuối tháng 11 vừa qua, Ukraine thừa nhận rằng quân Nga đã tiến gần Klitschivka. Sau đó, Kyiv tiếp tục báo cáo rằng đối phương đã tiến gần hơn đến Avdiivka. Theo xác nhận trực quan của cộng đồng tình báo nguồn mở Osin, quân đội Nga đã có thể khôi phục gần như hoàn toàn tuyến phòng thủ dọc theo tuyến đường sắt Bakhmut-Golovka. Giao tranh ác liệt nhất hiện đang diễn ra ở các cao điểm phía tây bắc Klitschivka. Nếu buộc phải rút lui, quân Kyiv sẽ phải rút lui về vị trí ban đầu để không ở lại vùng đất thấp và hứng chịu hỏa lực của đối phương. Vấn đề tương tự mà họ đã gặp phải ở sườn phía bắc. Mặt khác, trong chiến dịch mùa hè, Ukraine đã quyết định phân tán lực lượng và tiến công theo 3 hướng tác chiến. Một số chuyên gia Nga cho rằng chiến lược của Ukraine là giành chiến thắng trong trận chiến nguồn lực,
Và để đạt được mục tiêu này, quân đội của Kiev đã cố gắng tạo ra một số điểm nóng căng thẳng, được cho là sẽ khiến Nga phải tốn nhiều nhân lực của Nga. Trong trường hợp thành công, Ukraine sẽ có thể vượt qua thế bế tắc của chiến thuật du kích và giáng đòn chí mạng vào một trong các hướng. Tuy nhiên, trên thực tế, quân Ukraine đã không thể đánh bại quân đội Nga, vốn đủ mạnh để thực hiện cả cuộc tấn công cục bộ ở khu vực giữa Lugansk và Kharkov vào mùa hè này, cũng như cuộc tấn công vào Avdiivka vào tháng 10. Trên hết, quân đội Nga tiếp tục chấn giữ các tuyến phòng thủ ở khu vực Kherson và Zaporizhia, cũng như gần Bakhmut. Vậy tại sao Ukraine không tập trung lực lượng vào một khu vực như các chuyên gia phương Tây đã khuyến nghị? Một cách giải thích khả dĩ cho điều này là tầm quan trọng mang ý nghĩa biểu tượng của pháo đài Bakhmut. Trong nỗ lực giành lại thành phố này, Ukraine đã huy động lực lượng dự bị và các đơn vị tinh nhuệ nhất vào trận. Hoặc có lẽ thực tế tình hình còn tồi tệ hơn. Sau thất bại mùa hè, Ukraine cần chuyển hướng dư luận khỏi những tin tức tiêu cực. Cách tốt nhất để làm được điều đó là chọc thủng chiến tuyến ngăn cách Ukraine và Donbass tồn tại từ năm 2015 đến tháng 2 năm 2022. Trong trường hợp thành công, Tổng thống Zelensky sẽ có thể tuyên bố sự trở lại của Ukraine trên các vùng đất đã mất dưới thời những người tiền nhiệm. Về mặt lý thuyết, một trong những khu vực mà kế hoạch này có thể thực hiện được là Golovka, một thành phố công nghiệp lớn nằm ở phía nam Bakhmut, nơi có khoảng 300.000 người sinh sống trước chiến tranh. Golovka nằm dưới sự kiểm soát của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng kể từ khi Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng tuyên bố độc lập vào năm 2014. Một số trận chiến khốc liệt nhất ở Donbass đã diễn ra ở đó. Một chuyên gia người Ukraine bình luận, để giải phóng thành phố cần phải tiến hành một chiến dịch tấn công chiến lược với sự tham gia của ít nhất 150.000 đến 200.000 quân, cùng với hàng nghìn đơn vị thiết bị. Một số người có thể nói rằng quân Ukraine đang ở gần Golovka. Đúng như vậy, điều này có nghĩa là cần phải tấn công trực diện, nhưng không ai có thể làm điều đó. Xem xét bối cảnh, một cuộc tấn công tiềm tàng vào Golovka không thể thực hiện chỉ với vài lữ đoàn. Để bắt đầu một cuộc tấn công theo hướng này, Ukraine cần phải giành lại được các vị trí ở phía bắc thành phố, trong khu vực sườn phía nam Bakhmut. Vẫn chưa rõ đây là kế hoạch của ban lãnh đạo Ukraine hay là sự thay đổi ngẫu hứng trong chiến thuật tác chiến. Trong mọi trường hợp, để chủ động theo hướng này hiện đã bị quân đội Nga nắm giữ, họ sẽ cố gắng giành lại vị trí của mình và thiết lập hệ thống phòng thủ dọc theo kênh Seversky-Donetsk, Donbass. Điều này sẽ đảm bảo an toàn cho khu vực xung quanh Bakhmut và tước bỏ khu vực tập trung của quân đội Ukraine. Để làm được như vậy, Nga sẽ cần phải chiếm các cứ điểm của Ukraine gần làng Ivano-Skoye, nơi mà các đơn vị Wagner đã không thể chiếm được trong nỗ lực bao vây Bakhmut. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, đây là khu vực cực kỳ quan trọng đối với cả hai bên và cả quân đội Nga và Ukraine đều tập trung hỏa lực ở đó. Còn hiện nay, các ưu tiên đã thay đổi. Bakhmut mặc dù giao tranh vẫn diễn ra hàng ngày, nhưng chỉ là một hướng có tầm quan trọng thứ yếu. Trong một diễn biến liên quan, mùa đông sắp đến và thời tiết trở nên xấu hơn, khiến các khu vực chiến tuyến bị đóng băng. Cả Nga và Ukraine đều phải đối mặt với tình trạng khó khăn trong việc duy trì kho dự trữ đạn pháo sau gần 2 năm giao tranh trên các mặt trận rộng lớn. Theo cơ quan tình báo Hàn Quốc, thời gian gần đây, Nga đã tiếp nhận 1 triệu quả đạn pháo từ Triều Tiên, được chuyển đến trong 10 chuyến hàng riêng biệt kể từ tháng 8 năm 2023. Điều này đang giúp Moscow tiếp tục nỗ lực giành quyền kiểm soát thị trấn Avdiivka ở vùng Donetsk bằng hỏa lực pháo binh. Trong khi đó, Liên minh châu Âu thừa nhận khó đạt được mục tiêu cung cấp đủ 1 triệu quả đạn pháo cho Ukraine trong vòng một năm. Khối này đã giao khoảng 300.000 quả đạn pháo, chủ yếu từ kho dự trữ quốc gia, kể từ khi khởi động chương trình vào ngày 9 tháng 2 năm 2023. Các nhà ngoại giao và nhiều quan chức cấp cao của châu Âu cho rằng việc EU không tăng cường đáng kể hoạt động sản xuất là nguyên nhân dẫn đến lo ngại trên. Khả năng của Ukraine trong việc đẩy lùi Nga chủ yếu phụ thuộc vào sự hỗ trợ bền vững của Mỹ và các đồng minh châu Âu. Nếu nguồn cung cấp vũ khí, đạn dược và thông tin tình báo không đủ, Ukraine sẽ rất khó giữ vững phòng tuyến, chứ chưa nói đến việc giành thắng lợi trong cuộc phản công. Hiện cuộc phản công của Ukraine đang dậm chân tại chỗ. Các nhà phân tích suy đoán cuộc phản công có thể kết thúc trong vài ngày tới khi tuyết rơi dày đặc trên chiến trường và địa hình thay đổi khiến các hoạt động di chuyển gần như bị đóng băng. Các bạn vừa xem tin tức thế giới trên kênh YouTube Thế Giới Nghiêng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.